quay rồi ăn phải lấy. Đúng. Phương làm gì mà sợ mận làm cái gì á, không chín hay sao mà canh dữ vậy? Hai đứa đi học về hả con? Học lớp mấy rồi? Lớp 12 rồi à? Giỏi thế. À bị còi xương à? Đây có một con suối hả? Không nên xin tiền. Ăn khò từ từ thôi. Con bỏ cái mỏ đó đi, mỏ đó độc không à? Chơi rồi có hai đứa nhỏ đi học về rồi nó chuyện rồi. Phương làm kẹo kẹo mua hai bánh mì. Ê, mình có nước tương rồi nha anh Mận, đừng lấy nước tương thêm anh ạ. Mận có nước tương rồi, đừng cắt nước tương nữa nha. Tôi đang quay ông này, quay đây nói chuyện đi, hỏi đi, hỏi đi. Chạy nhanh nhanh vô phi ngựa cái IP là bị chạy chậm quá vậy. Nói anh tức chạy kìa. Rồi chạy thẳng xuống đây. Tiếp tục. Nè, bây giờ anh đề nghị anh cho biết là cái cảm giác IB khi mà mình phi trên thảo nguyên nó như thế nào anh? Tôi đi qua đèo Mã Phục, về với thảo nguyên của đất Cao Bằng. Rồi. Phải nói rất đỉnh và rất tuyệt vời. À. Phải nói là trong cái chiếc IB này là tôi rất ngỡ ngàng, mà không ngờ nó lại là số 1. À. Tức là lên đèo cũng số 1. Lên đèo số 1. Chạy trên thảo nguyên cũng số 1 luôn. À, động cơ vô cùng mạnh mẽ. Vô rồi. Rất phải nói là không còn gì để nói. À. Tôi chỉ dùng một từ một thôi. À. Là đỉnh. Cổ đỉnh luôn. Cổ đỉnh luôn. À. Như vậy là anh có lời nhắn nhủ nào với các kỹ sư của hãng Yamaha không ạ? À? Đề nghị là các hãng Yamaha hãy củng cố cái IB sườn cho chắc chắn. À. Máy thì ok rồi, giờ sườn cho chắc chắn. À. Tôi cao luôn nữa. À. Từng. Lần sau là phải phi lên núi luôn chứ không phải phi thảo nguyên à? Đấy, rồi. À, rồi. Nhược đèo trùng trùng điểm điểm. Rồi. Về tới đích an toàn. Rồi, rồi xin cảm ơn anh ạ. Xin thay mặt đài truyền hình GBC xin thành thật cảm ơn. Nước Nhật vô cùng biết ơn ngài và đặc biệt hãng Yamaha sẽ tiếp tục tài trợ và nghiên cứu để làm hài lòng ngài. Sự hài lòng của ngài là hạnh phúc của chúng tôi, thành công của chúng tôi. Xin cảm ơn ngài. Xin cho một tràng pháo tay. Ok, rồi. Right. Ờ, bỏ một đồng tiền nữa, giờ con ra, này cũng áp chảo á.
IP phải có gờ rách chứ không thôi thà không có gờ rách bị kiện làm sao.